Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với video clip tiếp theo của mình. Tình hình hôm nay là cũng là chiều thứ sáu nha các bạn. Hôm nay là thứ sáu. Thì hôm nay mình cũng muốn tiện chiều thứ sáu mình muốn nấu bữa cơm cho cả nhà ăn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là cái món nội tạng heo nha các bạn. Rồi và rồi đây là cái nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Thì cái nguyên liệu chính của ngày hôm nay thì là lòng nha các bạn, lòng heo nha, lòng già heo với lại dạ dày heo. Thì cái lòng này thì mình sẽ chiên, lòng heo chiên, còn cái dạ dày mình sẽ nấu mà lẩu bao tử hầm tiêu nha các bạn. Thì cái gia vị hôm nay nó gồm có là tiêu xanh nha các bạn, một miếng gừng nó đập dập, hành băm và tỏi băm, một chút ớt bột và một chút nghệ. Còn đây là cái tiêu xanh mình đã rẽ này nha các bạn, cái này để tí tẩm ướp. Thì nguyên liệu hôm nay nó chỉ có như vậy thôi, nói chung là rất đơn giản và rẻ nên các bạn có thể lâu lâu thì ví dụ đã chán cá chán thịt rồi thì mình có thể nấu cái món này để cả nhà cùng ăn nha các bạn. Thì thôi không nói vòng vo nữa, mời các bạn theo dõi mình làm nha. Thì làm tới đâu thì mình sẽ nói tới đó để các bạn tiện theo dõi. Bắt đầu thôi. Rồi, bếp đã nhúng xong rồi nha các bạn. Thì ba cho bên kia. Càng mê dẫn em về đó đi. Ba làm cái gì vậy? Thì bây giờ mình sẽ luộc qua cái lòng nha các bạn. Đây, xong nước mình đã chuẩn bị rồi. Nước luộc lòng này mình sẽ bỏ cái cát gừng nãy mình đã đập dập rồi nha các bạn. Bỏ đây để tí mình luộc cho nó khử bớt mùi. Để tí đợi nước nó ấm ấm rồi mình sẽ bỏ lòng vào nha các bạn. Đợi nước nó ấm rồi mới bỏ lòng. Chắc đun khoảng tầm 5 phút nó ấm ấm lên rồi mình sẽ bỏ vào. Sau đó bây giờ mình sẽ cho cái lòng vào nha các bạn. Thì cái lòng này các bạn mua về đằng nào thì mình cũng chiên, các bạn cứ ngắn, cắt ngắn nha các bạn. Cắt ngắn ra xong rồi mình lộn ngược nó lại như thế này này, mình làm này cho nó sạch nha các bạn. Làm rớt miếng á. Đây thì lộn ra xong rồi mình làm cho nó sạch rồi mình lộn lại. Cô lúc kia nó ăn rồi. Ừ, thế cũng tốt mà, không có sao đâu. Mình sẽ bỏ vào luộc hết nha các bạn. Cảm ơn và chưa biết chia sẻ nhau cho mình được. Có cái lòng thì mình mới luộc cho nó chín, còn cái dạ dày này thì chắc mình chỉ trần sơ qua thôi nha, để nó sôi là mình nhấc ra liền. Còn mình bỏ đây luôn. Thì nói chung vậy, cách làm lòng như thế nào cho nó sạch thì chắc các bạn biết rồi. Thì mình có cắt ngắn là như này, xong mình lộn ngược lại, rồi mình bóp muối rồi mình rửa giấm nha các bạn. Rửa giấm cho nó sạch là được. Rồi sau đó mình lộn lại nha các bạn nha. Lúc kì. Rồi bây giờ để nước nó sôi cái thì mình sẽ bớt cái dạ dày ra liền. Còn cái lòng thì mình sẽ đợi cho nó chín rồi mình sẽ mới vớt ra nha các bạn nha. Trong thời gian chờ đợi cho cái lòng nó chín thì mình ra vườn đây hái ít mùng tơi để tí nó ăn cái lẩu bao tử hầm tiêu luôn nha các bạn nha. Đây, cái luống mùng tơi mẹ mình trồng đây. Nói chung cũng hơi dài. Tiếp trồng kia. Nói chung ăn thì ra đây hái thôi. Không phải đi mua nha các bạn. Thank you.
Còn Lucky nó cũng đi hái rau đây. Đây, con gái đang tập hái rau rồi nha các bạn. Su hái cho mọi người xem video. Su biết hái không? Hái chậm quá mà. Ừ, sao bữa trước kêu nói bà nội bày con hái rồi. Thiếu rồi. Phải dùng cái cây nào tươi tươi tốt tốt rồi. Bà nội bày sao? Trời ơi. Con gái hái rau mà hái dãy thôi chứ. Bao giờ mới được nắm rau xô? Đó, các bạn thấy con gái nó có khéo tay không? Cấu mãi không được cái ngọn cái rong tơi mà. Rồi. Sau khi hái 5 phút được rổ non luôn nha các bạn nha. Nhìn non không ạ? Nhìn rất non luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa tí ăn kèm với cái đậu nha các bạn. Rồi đây, sau khi cái dạ dày với cái lòng nó chín thì mình cũng vớt ra đây nha các bạn. Vớt ra để cho nó nguội rồi xong tí nữa mình sẽ ướp cái lòng. Còn cái dạ dày mình sẽ sắt sau. Còn nước này thì tận dụng được tí làm cái nước lẩu luôn nha các bạn. Nếu như mà các bạn có... Do căn bản là hồi sáng vợ mình đi chợ nên mình nó cũng không dặn mua thêm ít xương. Có xương thì các bạn thả vào đây cho nó ngọt nước nha các bạn nha. Giờ mà đi chiều rồi đi mua cũng... hơi bất tiện nên mình tí mình sẽ lấy cái nước này mình làm nước lẩu luôn. Rồi đợi nó nguội mình sẽ tắm ướp hai cái này nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ướp cái lòng này nha các bạn. Để ướp cái lòng này thì mình sẽ cho vào đây một ít hớt bột. Ít thôi nha các bạn. Tí người ăn được người không. Cho vào đây một ít ngũ vị hương nha các bạn. Ngũ vị hương này mình bỏ nhiều nó sẽ đắng nên mình bỏ vừa vừa thôi. Nó có mùi vị thôi nha. Cho vào đây ít nước mắm nha các bạn. Ít bột ngọt nha các bạn. Cho đây ít hành. Rồi, sau đó mình sẽ trộn đều lên nha. Thơm mùi ngũ vị hương lắm. Rồi lúc xong rồi mình sẽ để đây nha. Cho nó thấm gia vị thì cầm đến mình chiên luôn. Rồi, còn bây giờ mình sẽ thái cái bao tử ra luôn nha các bạn. Thì các bạn cứ thái cho nó thành miếng vừa ăn là được. Xong mình thái ra xong mình sẽ ướp nha. Đây là lá cây của chị mà. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua giai đoạn ướp nha các bạn. Cái này thì là cái tiêu xanh mình cũng đã giã sơ sơ rồi nha, giã dập ra để bỏ vào cái dạ dày này ướp nha các bạn. Bỏ đây tỏi này. Tỏi với hành tập dập nha. Rồi bỏ một ít ớt bột nha các bạn. Ít thôi. Cho đây một ít dầu nha các bạn. Một ít nước mắm. Và bột ngọt nha các bạn. No!
mình sẽ trộn đều lên. Bác để đi vô bọn thủy khẩu. Đang ra lấy rồi đi lấy cái. À, xong rồi á. Đổ vào cái này nha. Rồi nào mẹ. Xong rồi con mình đi xin con. Ô mẹ đi học con giờ rồi đây. Con mày đừng đánh con mà. Vô tắm rửa đây. Sao rồi mẹ? Rồi mình sẽ trộn đều lên nha. Mẹ sao mẹ không mua cái móng móng tay cho con? Mình sẽ để đây và chập nước ăn thì mới tới nó đến chế biến cái chỗ này rồi mình sẽ lại quay cho các bạn xem nha. Còn tạm thời thế này là coi như xong cái phần ướp rồi nha các bạn nha. Rồi sau khi dầu nó sôi thì mình chuyển qua mình chiên lòng nha các bạn. Lòng nó mình ướp này mình bỏ chiên luôn. Sau khi nó xong rồi mình sẽ gắp hết lên các bạn nha. Môn đá bóng và môn thể dục. Thể dục là vui nhất nhất luôn mà. Thể dục là vui nhất luôn. Ăn lòng nữa mà nè. Ăn đi, ăn đi. Nóng, nóng. Không, nóng, nóng, nóng. Thôi chèo lên đây. Rồi giờ tiện cái dầu này mình xào qua cái dầu dài luôn nha các bạn nha. Cái hoa ta lên. Mình sẽ bỏ đây với ít nhẹ nha. Cho nó có màu. Anh bóng trà nước cho bọn trà trộn này mau. Uống nước. Chết hết rồi chị. Bình thường quay vào buổi chiều nữa cái hình này nó không có được đẹp lắm nha các bạn nha. Là về buổi trưa chiều tối thì mới đông đủ mọi người để ăn được. Cái ban ngày người thì đi làm, người thì đi kia. Nói gì các bạn thông cảm nha. Để hôm nào mà đầy đủ mọi người ở nhà ban ngày thì mình sẽ làm thử một ngày coi thử hình ảnh nó có đẹp hơn không nha các bạn nha. Đây mình đổ cái nước lòng lúc nãy mà mình luộc lòng vào luôn các bạn. Nó nhiều quá nên mình sẽ đổ bớt nước đi. Đổ bớt nước đi rồi mình đổ ngược lại mình đun nha. Rồi bây giờ mình đổ vào cái son này mình nấu cho nó dễ nha các bạn nha. Còn cái tiêu đây mình bỏ nốt luôn nha. Thôi để dành đi. Tay lưng này tụt. Ủa đâu có bún đâu. Mình sẽ mua bún. Anh mua bún. Hả? Anh miếng. Bên là chứ. Anh miếng hay nhúng mì tôm đi. Cho mày bớt rồi. Nhúng mì tôm đi. Ta mặn đây đúng rồi. Ôi này chắc phải dùng mặn đi nè. Đốt. À, cho nó ăn rồi. Nên khỏi gì nó xuống. Cho ít hành tây nha các bạn. Rồi giờ đổ sôi. Rồi tình hình là vô mâm rồi nha các bạn. Đây thử miếng lòng chiên phát lên này. Con lá mời. Cho miếng rau thơm vào lá. Bỏ vào đây hết này. Bỏ tổng vào đây luôn. Pha là đâu?
chấm lên mắm nha bạn. Thằng ơi bây giờ thấy ngày nào nó thịt bò sao nó ngày nào không nói. Nói chung là có cái lá mơ quấn mà ăn cũng thơm nữa mà. Loại này cũng tạm được. Loại này cho mấy anh nhậu thì ngon mà rẻ mà nhanh. Cắn nữa này. Không mày ai ăn một chút được chén nữa mà. Ăn nước, em ăn sữa mà. Em uống sữa mà. Có gì đâu mà uống coi. Có gì đâu mà. Bỏ rồi. Cái sữa không uống. Bóp được cái mẹ. Xem không. Ba. Giờ con ghi là mình ăn. Ba đi mày. Ba đi. Bút thằng nữa. Con sẽ đưa như mẹ. Chào, ngồi một thứ. Thôi vui à. Này miếng thứ hai cho các bạn. Cái này có tí bia thì ngon hơn. Ai hứa hẹn gì đâu mà tặng. Cho bà nội kìa. Ở bà nội mai mốt mua cái cánh gà. Cánh gà chiên nước mắm. Để miếng thứ hai nha các bạn. Ui coi 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 coi. Kẻ rán hả? Lại đây. Để mưa nữa hả? Ừ. Đâu có thành kẻ rán. Đi bên con hả ba? Thôi bên con nó mắc. Vinh Nam. Không. Vinh Nam không có. Dùng là cái vỏ cái lòng nó giòn giòn ăn cũng ngon. Vinh Mát mới có. Cái Vinh Nam không có, chỉ bán đồ chơi thôi. Vinh Nam là đồ nào? Vinh Nam chỉ có rau muống thôi. Vinh Nam ơi. Ơi. Vinh Nam có rau muống đâu bạn. Cái gà trên nước mắm. Vinh Mát cơ. Hứa sẽ tài trợ. Hứa tài trợ rồi. Mà cái lòng đây là con đi xin. Bạn nên chọn đây cái. Đây là con đi xin chú hết. Đúng không? Mà cái lòng già. Cái gì con có lấy hay không là tùy của con. Mà nó dày như thế này. Cho không là việc của chú hết. Nếu mình chiên này bên trong nó còn cái mỡ nè. Mình cái gì? Không bỏ. Ăn nó ngon hơn. Ngồi xuống đây. Nha bạn nha. Chứ không phải là mình không phải chi bằng nhau. Mà con đi xin chú. À, chú cho thì con mới được lấy. Đúng chưa? Lấy vậy. Chứ giả dụ bây giờ con xin chú là đi ăn gà rán đúng không? Bây giờ chú kêu miếng sao có gà rán cho con ăn là được. Còn ở đâu là việc của chú. Đúng chưa? Con có chịu không? À, chịu thế là được rồi. Biết làm nhân món. Đây, con là mỏng. Đó. Cái này bao tử hầm tiêu các bạn. Do dự định là nãy chén xô đâu. Ăn chung với bún mà. Ăn mì tôm luôn. Mà vợ mình nó quên mua mất mà đi về nhà mẹ mình là xe quảng lại mua mệt lắm. Ăn tạm mì tôm nha. Mình nói chung ăn mì tôm cũng hợp nha các bạn. Tình hình sau 40 phút là mọi chuyện đã xong xuôi hết nha các bạn. Tại vì chỉ có ăn nên không có nhậu nên nó cũng nhanh rồi. Thì qua cái video này thì rút lại thì cái lòng các bạn nên chọn cái khâu đuôi mà cái lòng nó dày dày ấy. Mình làm thì nó hơi lâu một tí nhưng mà ăn cái đó chiên thì nó ngon hơn. Nhưng mà cái đó thì chiên cái vỏ bên ngoài nó giòn, cái bên trong thì nó dai dai béo béo, ăn ngon hơn là cái khúc lòng mà nó mỏng. Cái bao tử hầm tiêu này thì hồi đầu tưởng nhiều nước nhưng mà nếu các bạn ăn kèm với bún hay mì hay gì đó thì cũng cứ đổ nhiều nước này. À, nó sẽ hết thôi chứ không có dư đâu. Ăn không? Hồi tóm lại mình tạm thời dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Chúc các bạn và gia đình buổi tối tốt lành. Nào tạm biệt đi show. Xin chào.